Tác phẩm: Harry Potter tập 7: Bảo bối tự thần. Tác giả: J.K Rowling. Người dịch: Lý Lan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương, Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1: Chúa tể Hắc ám đang lên. Hai người đàn ông hiện ra từ cõi không cách nhau vài thước trên một con đường nhỏ hẹp dưới ánh trăng. Cả hai cùng đứng im phắc trong một giây, đũa phép người này chỉ ép vào ngực người kia. Nhưng khi nhận ra nhau, họ thu đũa cất vào áo choàng, bắt đầu đi về cùng một hướng. Tin tức sao? Người cao hơn trong hai người hỏi. Tuyệt! Severus Snap trả lời. Con đường nằm giữa một bụi dâu gai còi cọc mọc quang bên trái và một hàng dậu cao được cắt tỉa chu đáo ở bên phải, Vạt áo choàng dài của hai người đàn ông bay lất phất quanh cổ chân khi họ bước đi. Tưởng đâu tôi trẻ rồi chứ? Jack nói, bộ mặt thô đần của hắn lúc ẩn lúc hiện khi những cành cây cao bên trên che khuất ánh trăng. Hơi rắc rối hơn dự kiến, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ hài lòng. Anh coi bộ chắc mẻm tin tức anh thu được là xịn. Snap gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Họ quẹo phải, tiến vào một con đường rộng dành cho xe chạy, chẩn ra khỏi con đường mòn. Hàng dậu cao uống cong theo họ và kéo dài đến tận hai cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ chắn đường hai người đàn ông. Không người nào dừng bước. Cả hai im lặng giơ tay trái lên kiểu như chào và đi xuyên qua cổng như thể mới kim loại đen đó là khói. Những hàng dậu thủy tung hãm bớt tiếng bước chân của hai người đàn ông. Đầu đó bên trái họ có tiếng xào xạc. Jaxley lại rút cây đũa phép ra chỉ lên phía trên đầu người đồng hành nhưng âm thanh ấy quá ra xuất phát từ một con công trắng tinh đang quay phong đường bệ bước đi trên hàng dầu. Lúc nào cũng bày đặt, cái lão Lucius ấy lại còn công nữa. Yaxley nhét cây đũa phép vào trong áo choàng kèm theo một cái khịch mũi. Một dinh thự sang trọng hiện ra trong bóng tối cuối con đường thẳng tắp dành cho xe chạy. Ánh sáng lóe ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ tầng trệt một cái hồ đang phun nước ở đâu đó trong khu vườn âm u phía bên kia hàng dậu. Sỏi nghiến rào rạo dưới chân họ khi Snap và Jaxley bước về phía cửa chính. Cửa mở ra khi họ đi tới gần, mặc dù không thấy ai mở cửa. Hành lang rộng được chiếu sáng mờ mờ và được trang trí lộng lẫy với một tấm thảm diễm lệ trải gần kính mặt sàn đá. Những đôi mắt của đám chân dung mặt tai tái treo trên tường dõi theo Snap và Jaxley khi hai người đi ngang qua Hai người đàn ông dừng bước bên một cánh cửa bằng gỗ nặng ịch, dẫn vào căn phòng kế tiếp, ngờ ngừ trong tích tắc, rồi Snap dặn nắm đấm cửa. Phòng khách đầy những người ngồi im bên một cái bàn dài chạm trổ kiểu cọ. Những bàn ghế vốn thường bày biện trong phòng đã bị dồn bừa vào sát tường. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp. Đội một tấm gương viền vàng, Snap và Yaxley chân chừ một chút ở ngưỡng cửa, khi mắt đã quen với bóng tối, họ đi về phía một hình ảnh kỳ quái nhất trong toàn cảnh. Một nhân dạng rõ ràng là bất tỉnh đang chổng ngược, lơ lửng bên trên cái bàn. Chậm chậm xoay vòng như thể bị treo bằng một sợi dây thần vô hình và được phản chiếu trong tấm gương lẫn trên mặt bàn sáng bóng bên dưới. Không ai trong số người ngồi phía dưới cái cảnh quái đạn ấy nhìn lên, ngoài trừ một thanh niên trắng nhợt ngồi gần như ngay bên dưới hình nhân treo ngược. Cậu ta dường như không thể cưỡng được cứ một hai phút lại liếc nhìn lên phía trên đầu mình. Yaxley, snap. Một giọng nói cao, rõ, phát ra từ đầu bàn. Chúng bay suýt trẻ. Người vừa nói ngồi ngay phía trước lò sưởi, cho nên thoạt đầu những người mới đến khó mà nhìn thấy gì khác hơn bóng dáng kẻ đó. Tuy nhiên, khi họ đến gần hơn thì gương mặt kẻ đó lộ ra dần vẻ u ám, trọc lóc như đầu rắn với một cái khe tét ra làm lỗ mũi và hai con mắt đỏ chóe có đồng tử dạch thẳng đứng. Cái đó xanh xao đến nỗi dường như phát ra một buồn sáng ngà ngà. Severus, lại đây. Voldemort nói, chỉ vào một cái ghế ngay sát bên phải hắn. Yaxley, ngồi cạnh Dolohov. Hai người đàn ông ngồi vào chỗ được chỉ định, hầu như mọi con mắt quanh cái bàn đều hướng về Snap, và Voldemort nói với Snap trước nhất. Sao? Thưa Chúa tể, hội phương Quang có ý định chuyển Harry Potter từ chỗ đang ở đến một nơi an toàn vào thứ bảy tới, lúc trời tối. Sự hào hứng nổi lên thấy rõ quanh cái bàn, một số căn người lên cứng đơ, một số bồn chồn cười quậy, tất cả đều chăm chú nhìn Snap và Voldemort. Thứ bảy, lúc trời tối, Voldemort lặp lại, Hai con mắt đỏ của hắn nhìn chầm chập vào đôi mắt đen của Snap với sự chiếu tướng mà một vài kẻ quan sát bên ngoài phải ngoảnh đi dường như sợ chính mình sẽ bị cháy lây bởi cái nhìn rực lửa dữ dội đó. Tuy nhiên, Snap bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Voldemort. Một lúc sau, cái miệng không môi của Voldemort cong lên, từ tựa như một nụ cười. Tốt, tốt lắm. Và thông tin này xuất phát từ nguồn mà chúng ta đã bàn, Snap nói. Thưa chú tể, Yaxley đã chồm tới trước để nhìn lên Voldemort và Snap ở đầu cái bàn dài mọi gương mặt đều hướng về hắn. Thưa chú tể, tôi lại nghe khác. Yaxley chờ đợi, nhưng Voldemort không nói gì, nên hắn tiếp tục. Thân sáng Dolish để lộ là Potter sẽ không được chuyển đi đâu cho tới ngày 31, vào cái đêm trước khi thằng đó đủ 17 tuổi. Snap mỉm cười. Nguồn của tôi cho tôi biết là có những kế hoạch nghi binh, đầy ắt là thế rồi. Chắc chắn là Dolish đã bị ếm bùa lú lẫn. Đây không phải là lần đầu tiên, ai cũng biết hắn dễ mắc lừa. Tôi cam đoan với ngài, thưa chú tể. Dolish tỏ ra khá chắc chắn. Jaxley nói, nếu hắn bị em bùa lú lẫn thì đương nhiên hắn phải chắc mẻm rồi. Snap nói, tôi cam đoan với anh, Jaxley, sở thần sáng sẽ không đóng vai trò gì nữa trong việc bảo vệ Harry Potter. Hội phương quan cho rằng chúng ta đã thâm nhập vào bộ pháp thuật rồi. Vậy là hội phương quan cũng đúng một cái ha, một gã mập chè bèn ngồi gần Yaxley nói, hắn phát ra tiếng cười khục khịch. Được vài ba người ngồi dài theo cái bàn hưởng ứng. Voldemort không cười, cái nhìn chầm chầm của hắn đảo lên hướng về cái thân xác đang xoay chậm chậm phía trên đầu mọi người. Dường như hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Thưa chú tể, Yaxley tiếp tục. Dolish tin là toàn bộ lực lượng thường sáng sẽ được quy động để hộ tống thằng nhỏ, Voldemort giơ lên một bàn tay trắng nhợt to tướng và Yaxley nín ngay tức thì, ấm ức nhìn Voldemort quay lại nói với Snap. Sau đó chúng sẽ giấu thằng đó ở đâu? Ở nhà của một trong những hội viên. Snap nói. Theo nguồn tin, nó được hội phương hoàng và bộ pháp thuật bố trí mọi sự bảo vệ mà họ có thể làm được. Tôi nghĩ một khi nó đã ở đó rồi thì chúng ta rất ít có cơ hội tóm được nó. Trừ khi... Chỉ nhiên thôi, thưa chú tể là bộ pháp thuật sập trước thứ bảy tới. Điều đó cho chúng ta cơ hội phát hiện và giải trừ một số bùa ểm đủ để phá hủy những bùa phép còn lại. Sao, Yaxley? Voldemort hỏi dòng xuống cuối bàn, ánh lửa lóe lên một cách quái gở trong đôi mắt đỏ của hắn. Bộ pháp thuật sẽ sập trước thứ bảy tới chứ. Một lần nữa tất cả những cái đầu đều xoay. Yaxley gồng dai. Thưa chú tể, về việc đó tôi có tin lành Tôi đã vô cùng vất giả Và sau nỗ lực lớn lao Đã thành công trong việc ếm lời nguyện độc đoán Lên Bill's Thickness Nhiều người ngồi quanh Yaxley có vẻ sửng sốt Người ngồi cạnh hắn Dolohov Một gã có gương mặt dài ngoằng méo mó Vỗ tay lên lưng hắn Đó là một khởi đầu Voldemort nói Nhưng Thickness chỉ là một người streamer phải được người của phe ta dây bọc trước khi ta hành động, một nỗ lực tấn công mạng sống bộ trưởng mà thất bại sẽ đẩy ta lùi lại rất xa. Dân thư chú tể đúng như vậy, nhưng ngài biết với chức giám đốc sở thi hành luật pháp thuật, Thickness có tiếp xúc thường xuyên không chỉ với bản thân ông bộ trưởng, mà còn với giám đốc các sở khác trong bộ. Tôi cho là, việc giờ đây chúng ta có trong tay một viên chức cao cấp như thế sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng khuất phục những viên chức khác, và rồi tất cả bọn họ có thể cùng nhau hạ bệ Streamshore với điều kiện ông bạn Titus của chúng ta không bị dạch mặt trước khi hắn cải tạo đám còn lại, Voldemort nói. Dù sao thì vẫn không có vẻ gì là bộ pháp thuật sẽ về tay ta trước thứ bảy tới. Nếu chúng ta không rớ được thằng bé ở nơi nó đến, thì ta ắt phải hành động khi nó đang di chuyển. Thưa chú tể, ở điểm đó chúng ta có lợi thế. Jaxley nói, hắn dường như quyết chí phải được chấp thuận phần nào Chúng ta giờ đây đã cài đặt nhiều người trong sở giao thông pháp thuật. Nếu Porter động thổ hay dùng mạng floor, chúng ta sẽ biết ngay tức thì. Nó sẽ không sử dụng hai cách đó, Snap nói. Hội đăng loại ra bất cứ hình thức di chuyển nào do bộ pháp thuật kiểm soát hay điều hành. Họ không tin mọi thứ có dính dáng tới bộ. Càng tốt, Voldemort nói, nó sẽ phải di chuyển nơi trống trải, càng dễ tóm hơn. Một lần nữa, Voldemort nhìn lên cái thân người treo đang xoay chậm chậm trong lúc nói tiếp. Ta sẽ đích thân chăm sóc thằng nhỏ, đã có quá nhiều sai lầm mỗi khi có chuyện liên quan đến Harry Potter, một số do chính ta gây ra. Thằng Potter đó sống là nhờ sai sót của ta nhiều hơn là nhờ đến chiến thắng của nó. Đám người ngồi quanh bàn lo lắng ngó Voldemort, mỗi người qua wow, vẻ mặt, lo sợ mình có thể bị trách mắng về việc Harry Potter vẫn tiếp tục sống Tuy nhiên Voldemort có vẻ tự nói với mình hắn hơn là với bất cứ ai trong đám người có mặt và hắn vẫn tiếp tục hướng về cái xác bất tỉnh phía trên mà nói tiếp. Ta đã bất cẩn và vì vậy mà bị thời cơ với mây rủi ngắn trở. Chúng làm hỏng mọi thứ trừ những kế hoạch được lập hoàn hảo nhất. Nhưng giờ đây ta đã biết khá hơn, ta đã hiểu những điều mà trước đây ta không hiểu. Ta phải là kẻ giết Harry Potter, ta sẽ đích thân làm. Dường như để đáp lại những lời này, một tiếng khóc thét thình lình đống lên, một tiếng khóc sầu khổ và đau đớn khủng khiếp kéo dài. Nhiều người trong đám ngồi quanh bàn ngó xuống sàn, kinh ngạc bởi vì âm thanh đó dường như phát ra từ phía dưới chân họ. <laughs> Đuôi trùng, Voldemort nói, không hề thay đổi giọng nói trầm tư lặng lẽ của hắn và không hề rời ánh mắt khỏi cái thân người đang xoay phía trên. Ta chưa bảo cho mi biết cách khiến cho tên tù của chúng ta im lặng sao? Dạ, thưa, thưa chú tể. Một người đàn ông nhỏ thó ngồi khoảng giữa bàn hỗn hển nói. Hắn ngồi lọt thỏm trong ghế, thấp đến nỗi thoáng nhìn qua cái ghế có vẻ như không có người ngồi. Giờ đây hắn lập cập rời khỏi chỗ, lật đật chạy ra khỏi phòng, chẳng để lại gì phía sau ngoài trừ một dịch sáng bạc kỳ lạ. Như ta đã nói, Voldemort tiếp tục nhìn lại gương mặt căng thẳng của đám tay chân. Giờ đây ta đã hiểu biết hơn. Thí dụ, ta sẽ cần phải mượn cây đũa phép của một trong đám chúng bay trước khi đi giết Porter. Những gương mặt quanh hắn chỉ bộc lộ nỗi sững sờ, như thể hắn vừa tuyên bố hắn muốn mượn một cánh tay của họ. Không ai tình nguyện à? Voldemort nói. Để xem, Lucius, ta thấy mi không còn lý do gì để giữ một cây đũa phép nữa. Lucius Malfoy ngước lên, trong ánh lửa, da hắn trông vàng ợt bóng như sáp, và mắt hắn sâu hóm quần thâm, khi hắn nói giọng hắn khàn khàn thưa chú tể cái đũa phép của mi lucius ta cần cái đũa phép của mi tôi manfoy liếc ngang sang vợ hắn bà ta đang trợn mắt nhìn thẳng phía trước mặt tái nhợt không khác ông chồng mái tóc vàng ống của bà ta xõa dài xuống lưng nhưng dưới gầm bàn những ngón tay thon của bà nắm nhanh lấy cổ tay chồng khi bà chạm vào chồng manfoy đút tay vào trong áo chùng rút ra một cây đũa phép và rồi truyền nó cho Voldemort hắn bèn dơ nó lên trước hai con mắt đỏ ngầu xem xét kỹ càng làm bằng gì kỳ đu thưa chúa tể Manfoy thì thào và lõi, rồng sợi tim rồng tốt Voldemort nói hắn rút cây đũa phép của hắn ra và so đo chiều dài Lucius Manfoy là một cử chỉ vô ý trong một thoáng không đầy giây, dường như lão trông chờ nhận được cây đũa phép của Voldemort để đổi lại cây đũa phép của lão. Với đôi mắt gian ác mở to, Voldemort không để sót cử chỉ đó. Cho mi cây đũa phép của ta hả, Lucius? Cây đũa phép của ta à? Gai kẻ trong đám ngồi quanh cười khẩy. Ta đã cho mi tự do, Lucius, chẳng lẽ chưa đủ cho mi sao? Nhưng ta nhận thấy mi và gia đình mi có vẻ kém vui hơn. Sự hiện diện của ta trong nhà mi có điều chi khiến mi không hài lòng hả Lucius? Không, không có gì cả, thưa chúa tể. Những lời dối trá như thế, Lucius. Giọng nói nhẹ nhàng dường như rít lên ngay cả sau khi cái miệng đã thôi cử động. Một hay hai kẻ trong đám phù thủy khó kìm được một cơn rùng mình khi tiếng rít trở nên to hơn. Rồi tiếng một cái gì đó nặng nề đang trường ngang qua sàn phòng bên dưới cái bàn. Con rắn khổng lồ từ từ trường lên ghế của Voldemort. Nó ngóc lên, có vẻ như ngóc lên hoài, cho đến khi nó nằm dắt ngang qua vai Voldemort. Cổ của nó bự bằng bắp vế của một người đàn ông. Mắt của nó với đồng tử là một dập thẳng đứng, không hề chớp. Voldemort lơ đảng dội về con vật đó bằng những ngón tay dài, trong khi vẫn ngó Lucius Malfoy. Tại sao gia đình Malfoy trông không được vui với số phận của họ nhỉ? Chẳng phải sự trở về của ta, sự hồi phục quyền lực của ta là chính cái điều họ đã tỏ ra khao khát trong bao nhiêu năm qua sao? Chỉ nhiên chứ, thưa chú tể, Lucius Manfoy nói, bàn tay lão run rẩy khi lau mồ hôi rình ra trên mép. Chúng tôi hằng khao khát, chúng tôi vẫn khao khát. Ngồi bên trái Manfoy, bà lão ngắt ngứ gật đầu sượng trân, đôi mắt của bà ta lảng tránh cả Voldemort lẫn con rắn. Bên phải Manfoy là con trai lão Racco Từ nãy giờ vẫn ngó chầm chầm Cái thân xác ù lì lơ lửng trên đầu nó Bây giờ mới liếc qua Voldemort thật nhanh Và hải hùng khi ánh mắt gặp nhau Nó bèn ngó quay qua chỗ khác Thưa chú tể Một người đàn bà u ám Ngồi khoảng giữa cái bàn Với giọng nói dùng nén cảm xúc Chúng em rất vinh dự Được đón ngài tại đây Trong gia đình chúng em Không thể có niềm vui sướng nào lớn hơn được Mụ ta ngồi bên cạnh chị mình, với mái tóc đen và đôi mắt tùm hụp, trông chẳng giống bà chị chút nào, kể cả dung nhan lẫn phong thái và cách cư xử. Trong khi Narcissa ngồi thẳng và vững dưng thì Bellatrix chồm về phía Voldemort, vì chỉ lời nói thì không thể đủ diễn tả lòng khao khát được thân tình. Không có niềm vui sướng nào lớn hơn. Voldemort lặp lại, đầu hơi ngẹo sang bên một chút khi hắn chú ý nhìn Bellatrix. Điều này do mi thúc ra Bellatrix à, có nhiều nghĩa đấy. Cương mặt Bellatrix tràn trề niềm hân hoan, mắt mũi sưng mộng lên vì những giọt lệ vui mừng. Chú tệ của em biết là em chỉ nói sự thật thôi mà. Không có niềm vui sướng nào lớn hơn, ngay cả khi so sánh với cái sự kiện hạnh phúc. Ta nghe nói vừa xảy ra trong gia đình mi tuần này sao? Bellatrix trốn mắt nhìn Voldemort, môi mụ hé ra, rõ ràng là bối rối. Thưa chú tể, em không biết ngài muốn nói việc gì? Ta đang nói về cháu gái của mi Bellatrix à, và của cả tụi mi nữa, Lucius và Narcissa. Nó vừa cưới gã người sói Remus Lupin, bọn mi ắt tự hào lắm. Một trần cười giễu cợt bùng lên khắp chung quanh cái bàn. Nhiều kẻ chồm tới trước để trường ra bộ mặt hả hê. Một số kẻ đánh trống lên mặt bàn bằng những nắm tay, con rắn khổng lồ không ưa sự khuấy động ngoắt rầu miệng ra quýt lên giận dữ nhưng bọn tử thần thực tử không nghe tiếng rắn quýt vì chúng quá hí hửng trước sự ê càng bẻ mặt của bellatrix và gia đình manfoy gương mặt bellatrix mới đó còn ửng hồng vì niềm hạnh phúc giờ đã chuyển màu đỏ bầm dập xấu xí thưa chúa tể nó không còn là cháu gái của chúng em nữa bellatrix gào lên để dập tắt tiếng cười đùa chúng em narcissa và em chưa bao giờ để mắt tới con chị từ khi con đó cưới chồng ở bùn. Còn con ranh kia, lẫn con quái vật nào đó nó cưới, chẳng dính dáng gì tới hai chị em chúng em cả. Mi nói sao ra cô? Voldemort hỏi, và mặc dù giọng hắn nhỏ nhẹ, vẫn truyền rành rọt qua những tiếng cười cợt chê bai. Mi sẽ chăm chút mấy con sợ con chứ? Trò vui nhộn càng được bơm lên cao, Racco Manfoy nhìn cha khiếp đảm, cha nó cúi gầm nhìn xuống đùi mình, rồi nó bắt được ánh mắt của má nó, bà ta lắc đầu, khẽ khàng đến mức gần như không nhận thấy được, rồi tiếp tục ngây nhìn bức tường đối diện. đủ. vô móc nói dỗ về con rắn quậu đeo. đủ. gia tiếng cười nhạo, tắt ngay tức thì. nhiều gia tộc lâu đời nhất của chúng ta về sau trở nên suy đồi. vô móc nói, trong khi belatrix chăm chú nhìn hắn, nín cả thở và đầy vẻ cầu xin. Bọn mi cần phải thanh lọc gia tộc của mình để giữ nó được lành mạnh. Hay không cần hả? Hãy cắt bỏ những phần đe dọa đến sự lành mạnh của phần gia tộc còn lại. Dân thưa chúa tể. Bellatrix thì thào và mắt mụ lại đẫm lệ tri ân. Ngay khi có cơ hội đầu tiên, mi sẽ có cơ hội đó, Voldemort nói. Và trong gia đình mi cũng như trên toàn thế giới, chúng ta sẽ cắt bỏ những ung nhọt làm nhiễm độc chúng ta cho đến khi chỉ còn lại những người mang quyết thống thuần túy mà thôi. Voldemort giơ cây đũa phép của Lysus Manfoy lên, chỉ thẳng vào cái hình nhân đang xoay lờ đờ lơ lửng bên trên cái bàn, khẽ nhấp một cái. Hình nhân tỉnh lại, thúc lên một tiếng rên và bắt đầu dùng dãy cố thoát những dây trói vô hình. Mi có nhận ra khách mời của chúng ta không, Severus? Voldemort hỏi. Snap, những mắt nhìn gương mặt bị quay ngược xuống, Tất cả bọn tử thần thực tử lúc này đều đang nhìn kẻ bị trói ngược, như thể chúng nhận được lệnh cho phép lộ ra sự tò mò. Khi người đàn bà xoay mặt về phía ánh lửa, bà kêu lên bằng giọng ngắt ngứ kinh hoàng. Severus, cứu tôi! À, có, Snap nói, khi kẻ bị trói lại chậm chậm xoay đi. vô Rocco, Voldemort hỏi, vừa giúp ra cái mỏm rắn bằng bàn tay không cầm đũa phép. Raco ngắt ngứ lắc đầu. Giờ đây khi người đàn bà đã tỉnh, Raco dường như không thể nào ngó bà ta nữa. Nhưng ác là mi không học theo những lớp của mụ ta. Voldemort nói, Ta nói cho những ai trong chúng bay chưa biết, chúng ta họp ở đây đêm nay vì Charity Perkpage kẻ mới đây còn dạy ở trường đào tạo phụ thủy và pháp sư Hogwarts. Có tiếng xì xào nhận ra lan trong đám người ngồi quanh bàn. Một mũ ngăn bè bè gù lưng răng nhọn quắc cất tiếng nói như gà mái cục tác đúng giáo sư Burbage đã dạy con em các pháp sư và phù thủy đủ thứ về bọn Mergo rằng chúng nó chẳng khác chúng ta cho lắm. Một tên trong bọn tử thần thực tử đạp phành phạch lên sàn. Charity Burbage lại xoay vòng đối diện với Snap. Severus làm ơn, làm ơn. Im, Voldemort nói. Hắn nhấp cây đũa phép của Manfoy một cái nữa. Và Charity nín khe như bị bịt miệng chưa vừa ý biết việc làm băng hoại và ô nhiễm đầu óc trẻ con phù thủy. Giáo sư Buck tuần rồi đã viết một bài rất xúc động bên gực bọn máu bùng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. mụ nói, các phù thủy cần phải chấp nhận bọn ăn cắp tri thức và pháp thuật của họ. Sự thoái quá của phù thủy thuần chủng, theo lời giáo sư Buck là điều đáng mong nhất. Hẳn mụ sẽ cho tất cả chúng ta lấy mật gô, hoặc chắc ăn hơn lấy người sói lần này không ai cười cả. Chẳng thể làm được cơn thịnh nộ và sự khinh miệt trong giọng nói của Voldemort. Lần thứ ba, Charity Burbage lại xoay vòng đối mặt với Snap. Nước mắt đang trào từ mắt xuống tóc bà. Snap nhìn lại bà, hoàn toàn dững dưng, trong khi bà lại chầm chậm xoay mặt đi. Avada Kedavra Ánh sáng xanh biếc lóe lên chiếu rọi khắp mọi góc phòng Bà Charity rớt xuống mặt bàn bên dưới, gây nên một tiếng da chạm vang rền, khiến cái bàn rung lên kêu càng két. Nhiều tử thần thực tử nhảy bật ra khỏi ghế đang ngồi. Rạc cô té từ trên ghế xuống sàn. Ăn tối, Nagini. Voldemort nói dịu dàng, và con rắn khổng lồ đu đưa rồi tuột từ dây hắn xuống mặt bàn gỗ bóng láng.